Và xin chào bạn quay trở lại với mình video, và hôm nay mình sẽ chơi God. Lâu rồi không làm clip God, hôm nay lại tiếp tục làm clip. Và mình sẽ bắn khẩu đây là khẩu gì nhỉ? M4 Bandage. Đấy. Mình sẽ đi kèm với lục cốp. À, kiếm hàng. Rồi, tăng âm lượng rồi. Quẩy. Chơi các bạn ạ. Kìa, cứu đó. Cứu. Rồi, tao cứu mày đây. Chạy nhanh vãi. Ô, đâu vậy? Vãi cả hết đạn luôn ạ. Rồi. Rồi, chạy ra đêm gì? Rồi, gỡ bom, tuyệt vời. Rồi, mở đầu được 3 mạng. Khá ngon. Chết rồi, các bạn thì biết mình rồi. Kiểu này lại bị đè ra hiếp thôi. Xuống này ít đạn quá. Rồi, trúng vài viên rồi. Trên hạ. Ủa, làm gì vậy? Ôi, thằng kia chạy kìa. Vãi cả đứng dưới đất ạ. Rồi, đi xin. Nào, tao đây. Đấy, đây. Ôi, bom rồi. Úi dồi, nhanh quá. Rồi, chạy này. Rồi, bình xin, tuyệt vời. Ngon quá. Ô, bàn này được 5 mạng liền, ngon vồn. Tự kích ạ. À, vãi bắt đầu mình thấy quay đê kìa. Ngon rồi. Lại phải bảo vệ Jin rồi. Anh em từ từ nhá. À, lại chui à. Ui, có. Nó nhảy trên đấy, kệ nó thôi. Có. Chạy ở nhánh nhá. Ôi, té. Mày ăn đến thở bóp cò. Rồi, thằng kia chạy ra đây đấy. Rồi, chạy xuống đây. Đây các bạn ạ. Ui giời ơi, ăn quay à.
Súng ít đạn quá. Rồi. Tiếp tục. Mất gì rồi các bạn ạ? Thật sự ý. Cậu này nó ít đạn quá, nó khiến mình phải bắn từ từ các bạn ạ. Nó không được sấy hay là nó xả như là mấy cái khẩu súng khác. Khẩu này nó từ bản đầu tiên nên đạn VC nó cho rất là ít. Đứng đấy à? Ôi, nhanh quá. Ui dồi ôi, bắn thêm hay không sao à? Súng không, có vẻ là không ngon lắm bây giờ. Nhưng bắn như thế mà vẫn không sao. Thế chùa. Đấy, trúng rồi các bạn ạ. Chết kinh vậy. Ui giời ơi, đông quá. Cơ B là à, y rằng ăn hấp diêm rồi. Bên BL nhiều người chơi tốt vết. Rồi, chết mạng thứ ba các bạn ạ. Bây giờ thì ngồi qua A thôi. Chết sớm thì ai gánh tem. Ô, ăn kích rồi kìa. Lại trên cao này các bạn ạ. Rồi, tuyệt vời. Thành viên cứ chuyên chui ra cái lỗ đấy. À, không trúng rồi. Rồi, thành viên chạy ạ. Ui giời ơi, nó đứng trên cao à. Đùa, mình cứ tưởng là bên kia. Giờ này mà vẫn còn ở nhà thủ dâm, đùa mà mấy thanh niên này chỉ biết đứng im mà bắn thôi. Mà bắn toàn bắn mấy kiểu ồn. Ôi chịu ơi. Có khi mình chịu ơi. Không không chơi được rồi. Có khi phải qua zone khác rồi. Vâng, mình đã uất vô do vừa rồi và mình lên kênh 5 bắn. Tranh thủ đeo thêm băng đạn luôn. Lên kênh 5 bắn cho nó gọi là đỡ bị phá các bạn ạ. Nhưng mình bắn cái kênh này thì cầm M14 với cả AK vào bắn thì không bắn nổi. Dạ thôi, mình quyết định là mình uất. Đây có, đây có. Rồi, nhanh quá. Bom. Rồi. Rồi, mình lên rồi. À, vào đi. Nào, đây, mình đang đợi. Mình chỉ đang đợi thôi. Đây rồi. Không phải, nó chạy ở dưới chân. Đây bây giờ mới có này. Nhớ,
Chạy đâu không biết. Nhưng nói chung là có bom này là xác định là mất rồi. Không có sơn thì mà sơn ý. Thôi. Mới vào zone cũng chả được mạng nào. Cứ ba mấy giây cứ đứng ở đây làm gì. Rồi, 18 máu, 29 máu, thốn. Rồi, lại qua A tiếp, kiếm hàng thôi. Chết, có. A chạy ra ngoài này. Chạy nhanh vãi. Rồi. Đoạn này. Rồi, vi xin. Rồi, chia nhanh vai. Bắn trên này đúng là nhanh thật. Ôi bắn tí đã sắp hết đạn rồi, khẩu đấy nhanh hết đạn vãi. Vãi cả bay luôn. Rồi, tuyệt vời. Vỡ mồm luôn. Đùa chứ, 83 máu của tôi kìa. Rồi ván này được 3 mạng, ngon nhá. Nào đâu rồi ra nào. Không có, không có. Trên này có các bạn ạ. Fire in the hole. Đoạn vẫn đoạn trên này này. Thằng ở trên nhà nó làm gì nhỉ? Mẹ trực trực lâu lắm rồi đấy. Và ai cả bắn đi ra đây ạ? Kìa. Đồ, nhanh vai. Kiếm hàng. Cái kia đoạn này à? Rồi, ui một máu luôn ạ, phê. Một máu. Ngon vồn. Bắn đây nhanh quá, mình cũng chả được nhiều kin. Vãi cái bắn tên lạ. Uầy. Đứng tận đây nghe thấy ạ. Đây. Nhảy xuống rồi. Ui nhanh quá. Của mỗi thằng thôi mà. Ủa chạy nhanh vãi trưởng. Ồ đồ.
Ôi, vào trong này kéo toàn 5 nên nữa các bạn ạ. Ở trên này chơi chơi tốt thật. Anh em mà nào mà chơi chưa tốt thì nên kiếm cái kênh nào nó tốt tốt để mà chơi. Cho máy bay này. Rồi ôi yếu rồi của mình. Em một thằng này bắn Tesla các bạn ạ. Kê kê kê. Hết hàng rồi. Ngon. Đoạn dưới này. Rồi. Còn không nhỉ? Hết rồi, hết rồi. À đồ. Bắn trúng một viên ạ, à, đau lòng. Ui, 88 máu của tôi ạ. À. Thốn vai. Ủa sao bên này uất nhiều vậy? Chạy nhanh vãi. Đồ mới có điện thoại. Rồi. Chiến tiếp. Rồi, tuyệt vời. Thằng kia chạy ở đấy ạ. Rồi, này được mỗi 8-0 thôi các bạn ạ. Rồi, có lẽ mình chơi review qua thế thôi. Các bạn thấy hay, like, share, đăng ký kênh, ủng hộ mình nhá. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.